Hòa Sơn chào bà con ha. Thì hôm nay Hòa Sơn sẽ giải đáp thắc mắc là tại sao mình nên mua máy đo huyết áp mà có bộ nhớ, không bộ nhớ và có thì giờ nhớ. Thì đây là bốn dòng máy của hãng Ôm Rong. Thì đây là dòng máy không bộ nhớ, là dòng 890.000, dòng phổ thông. Khi mà mình tiết kiệm mình mua loại này ha. Còn đây là dòng máy có bộ nhớ là 30 lần nhớ, đó là 1.120.000. Còn dòng này có bộ nhớ, ngày giờ nhớ 90 lần, đó là 1.450.000. Dòng này thì cũng giống như dòng này thôi, nhưng mà có thêm chức năng là kiểm tra tim loạn nhịp và kiểm tra cảnh báo sớm đột quỵ, nên là nó mất tiền hơn, nó tới 2.8 triệu. Thì nếu mà như mình tiết kiệm ở dưới quê á, mình mua những cái dòng không có bộ nhớ thì mình đo, ví dụ huyết áp mình lúc đó mình cao hay thấp mình biết liền lúc đó, và để mình uống thuốc đó thì nó sẽ không quan trọng lắm. Nhưng mà nếu mà mình để theo dõi huyết áp mình hàng tháng á, hoặc là mình người có triệu chứng huyết áp, thì cái bộ nhớ cực kỳ quan trọng. Nên mình còn sơn khuyên cả nhà mình á, nếu mà mình có cái kinh tế hạn hẹp á thì mình mua dòng này, nhưng mà mình nên có một cái cây viết, một cuốn sổ để lưu lại cả nhà ha. Ví dụ mình đo mấy giờ này bao nhiêu mình sẽ ghi vào cuốn sổ để mình biết là huyết áp mình trong tháng có ổn hay không. Giả sử huyết áp mình là 100, huyết áp tâm thu á là 100, là huyết áp nằm trong ngưỡng bình thường, nhưng mà ngày mai nó lên là 101 vẫn nằm trong ngưỡng bình thường, ngày hôm sau 102 vẫn nằm ngưỡng bình thường, và ngày thứ tư 103 vẫn ngưỡng bình thường, thì mình thấy ổn, huyết áp mình bình thường mà. Nhưng mà khi xem một cuốn sổ thì huyết áp mình nó đang tăng, nếu mà thêm 1-2 ngày nữa nó sẽ tăng lên huyết áp mình 415 là nguy hiểm lắm cả nhà ha. Thì đây là cái dòng máy có bộ nhớ 30 lần nhớ, thì nó sẽ đỡ cho mình cái phần ghi lại sổ sách để mình có thể kiểm tra lại. Nhưng mà lại hạn chế cái là giả sử một ngày mà mình đo 3 lần, ví dụ hôm nay 8 giờ sáng đo, ngày mai cũng 8 giờ sáng có vậy thì mình biết được ha. Nhưng mà mình đo hôm nay sáng, mai chiều, mốt trưa thì cái dòng máy 30 lần nhớ này nó sẽ không có biết được. Còn cái dòng máy này là có ngày giờ, mấy giờ là bao nhiêu nó sẽ lưu lại và được 90 lần. Thì lần thứ 91 nó tự động mất đi ha, nó chỉ nhớ 90 lần gần nhất thôi. Thì hôm nay Hoàng Sơn chia sẻ lại là nếu mà cả nhà mình đo để uống thuốc hoặc là theo dõi huyết áp tức thời thì mình có thể đo bất cứ lúc nào cũng được. Nhưng mà nếu mà mình đo để theo dõi huyết áp mình ổn định hay không thì nên có một cuốn sổ tay lưu lại nếu mà mình chọn một trong hai dòng này. Còn cái dòng này thì mình sẽ tham khảo, ví dụ trong tuần thì mình ổn định rồi, mình có thể không cần, mình biết là hàng ngày mình đo tầm khung giờ đó thì mình khỏi cần ghi lại. Còn nếu mà ở đây mình có luôn ngày giờ nó sẽ chuẩn hơn. Thì bốn cái dòng này đều là của hãng Ôm Rong và theo tiêu chuẩn của Ôm Rong hết, thì nó sẽ rất là chuẩn và được bảo hành chính hãng 5 năm. Tuy nhiên là giá thành nó sẽ cao hơn một chút là do có thêm nhiều chức năng. Nếu mà bà con mình có gì thắc mắc thì cứ gọi điện trực tiếp đến Hoàng Sơn để Hoàng Sơn tư vấn kỹ hơn nha. Rồi chúc bà con mình sức khỏe, bà con mình có thể gọi cho Hoàng Sơn một cái số điện thoại bên trên tiêu đề. Tạm biệt và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.